Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mắt Home, nơi chia sẻ về các mẫu nhà đẹp từ bản thiết kế đến công trình thực tế, chia sẻ những kinh nghiệm trong thiết kế thi công cũng như là ứng dụng phong thủy vào nhà ở. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu nhà của gia đình anh Tưởng tại Lai Châu. Trước khi đi vào chi tiết công trình, chúng tôi xin phép được giới thiệu qua về Mắt Home. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế, xây dựng, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh trên phạm vi toàn quốc với hơn 10 năm kinh nghiệm. Thời điểm hiện tại thì gần như là ở bất kỳ tỉnh thành nào cũng đã có các công trình do công ty của chúng tôi thiết kế và thi công. Nếu dù quý vị đang có ý định xây nhà nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể xem tham khảo các mẫu nhà ở hai kênh YouTube là Mắt Home và Nhà Đẹp Mắt Home. Và sau đó thì quý vị có thể liên hệ với các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn của các kiến trúc sư dựa vào mức độ đầu tư tài chính, nhu cầu sử dụng của mình. Mắt Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trên màn hình quý vị là ngôi nhà của gia đình anh Tưởng tại Lai Châu. Đây là một mẫu nhà mái bằng 2 tầng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại. Những mẫu nhà mái bằng 2 tầng hiện đại luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia chủ, đặc biệt là đối với những ai yêu thích phong cách trẻ trung hoặc là sở hữu đất lô phố. Nếu những mẫu nhà mái Nhật, mái Thái mang đến sự bề thế và hoành tráng, thì những mẫu nhà mái bằng lại gây ấn tượng với vẻ đẹp đơn giản, thanh lịch, trang nhã, cùng nét đẹp phóng khoáng, tự do. Bên cạnh đó thì mẫu nhà này còn có nhiều ưu điểm vượt trội về tính bền vững và kiên cố của kết cấu, an toàn trước gió mưa và dông bão. Thời gian thi công nhanh, chi phí phải chăng và sau này thì công tác cải tạo nâng cấp thêm tầng cũng rất là dễ dàng. Quay trở lại với công trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy được là công trình này nổi bật với sắc trắng tinh khôi, đi kèm với đó là màu nâu điểm nhấn của gạch ai ngắt và màu xám đen của gạch giả đá tại vị trí cột trang trí ở phần mặt tiền và vị trí chân tường. Màu nâu của gạch ai ngắt đã mang đến cảm giác ấm áp, tạo nên hiệu ứng tốt về mặt thị giác, xóa bỏ sự đơn điệu nhàm chán của các diện tường. Và hệ thống cửa của ngôi nhà thì được xử lý bằng chất liệu đó chính là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính, làm nổi bật vẻ hiện đại, kết nối tốt không gian bên trong và bên ngoài, mở ra tầm nhìn đẹp cho cả gia đình. Để đảm bảo sự an toàn cho khu vực ban công thì chúng tôi đã thiết kế lan can ban công kính cường lực cho tầng 2 và lan can sắt hợp cho tầng tum. Cả hai chất liệu này đều đại diện cho vẻ đẹp hiện đại, cá tính, thanh lịch nhưng không hề cầu kỳ. Với thiết kế lên cao 0,9m, một độ cao lý tưởng để có thể là đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ em. Nhằm mục đích tôn lên không gian sống đẳng cấp thì chúng tôi đã linh hoạt bố trí đèn quạt thất tại nhiều vị trí cột tường trong ngôi nhà cũng như là tại cổng và tường rào. Bàn về hạng mục cổng và tường rào thì đây cũng là thiết kế hướng đến sự đơn giản, trẻ trung khi cánh cổng được xử lý bằng sắt sơn tĩnh điện. Tường rào chính là sự kết hợp đan xen giữa sắt sơn tĩnh điện và bê tông, đủ chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng, tránh cảm giác bít kín ngột ngạt. Khi thiết kế cổng thì quý vị cũng cần lưu ý chính là tránh thiết kế cổng và cửa chính thẳng hàng nhau, vì như thế thì không những là không đẹp về thẩm mỹ và còn không đảm bảo về tính riêng tư, đồng thời thì xét theo khía cạnh phong thủy, điều này còn tạo nên đường thẳng sát khí, dễ ảnh hưởng đến tài khí và vận khí của cả gia đình. Công trình này nằm ở hướng Đông Bắc với kích thước xây dựng là 8,42 x 13,92m, chúng ta có diện tích sử dụng của công trình khoảng 230m2. Với diện tích này cùng với nhu cầu sử dụng của gia đình thì chúng tôi đã phân bố công năng từng tầng như sau. Tầng 1 thì gồm có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, một phòng ngủ master, một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Trong khi đó tầng 2 sẽ gồm có phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, khu giặt phơi và hai phòng ngủ master. Bây giờ thì mời quý vị cùng xem qua cụ thể từng khu vực chức năng của ngôi nhà. Phòng khách có diện tích 31,7m2, kết nối khu vực sảnh chính rộng 5,3m2 qua cửa chính, quy cách 4 cánh mở quay. Với diện tích 31,7m2, chúng ta thoải mái đặt vào đây một bộ sofa, bàn trà và tivi. Để mang đến ánh sáng cho khu vực này, chúng tôi cũng không quên bố trí thêm hai ô cửa sổ.
Việc phòng khách là không gian quan trọng, được xem như là gương mặt đại diện của mỗi ngôi nhà, vậy nên cần được đặc biệt chú trọng trong việc thiết kế và bố trí nội thất. Để căn phòng trở nên nhiều sinh khí hơn thì quý vị có thể bố trí thêm những chậu cây xanh như là phát tài, kim ngân, kim tiền, v.v. Đi vào bên trong là phòng ăn có diện tích là 21,7 m². Từ vị trí phòng ăn thì quý vị có thể đi ra sảnh phụ qua lối đi cửa đi hai cánh. Thiết kế liên thông với phòng ăn chính là phòng bếp có diện tích 13,5 m². Chúng tôi đã thiết kế và đặt vào đây một hệ tủ bếp hình chữ L, một tủ lạnh, máy rửa và bàn đảo. Bàn đảo có vai trò quan trọng trong việc phân loại, hỗ trợ cung cấp nơi chế biến thực phẩm, trang trí món ăn trước khi mà đem ra bàn ăn chính. Đó cũng được xem như là nơi ăn uống vào những bữa ăn phụ và có giá trị thẩm mỹ rất là cao. Tuy nhiên thì việc bố trí bàn đảo phải phù hợp với diện tích cũng như là không gian. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ chính là phòng ngủ số 1. Đây là phòng ngủ master với diện tích không gian ngủ nghỉ là 18,9 m². Bên trong phòng ngủ này thì còn có một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Thông thường thì phòng ngủ master sẽ là một trong những phòng ngủ có thế mạnh về diện tích, vị trí đẹp và đặc biệt là tiện nghi, thoải mái. Thiết kế này hướng đến việc đề cao đời sống tinh thần, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi cơ bản của chúng ta. Khu vực được thiết kế về cuối nhà là một nhà vệ sinh chung có diện tích là 3 m². Thiết kế nhà vệ sinh về cuối nhà sẽ tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Tiến lên tầng 2, tầng này được thiết kế với đa dạng các khu vực chức năng. Đầu tiên thì mời quý vị cùng xem qua khu vực phòng thờ. Phòng thờ có diện tích là 10 m². Khi thiết kế phòng thờ thì chúng ta cần lưu ý phải đảm bảo được tính riêng tư nhưng cũng không được quá tối tăm và bí kín. Thiết kế những ô cửa sổ sẽ giúp cho căn phòng trở nên thông thoáng, tránh ám mùi kê hương khói. Vị trí đặt bàn thờ luôn phải tọa cát và hướng cát. Khi kê bàn thờ thì chúng ta cần kê bàn thờ một cách ngay ngắn, chắc chắn và cân bằng. Bàn thờ cũng không nên đặt ngược hướng với hướng nhà và tuyệt đối không nên đặt bàn thờ dưới xà ngang. Phía sau phòng thờ thì chính là phòng sinh hoạt chung có diện tích 17,6 m². Đây được xem như là diện tích khá là thoải mái cho khu vực này. Từ vị trí cầu thang thì các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực phòng sinh hoạt chung. Như tên gọi thì đây chính là nơi tụ họp, sinh hoạt và gắn kết các thành viên trong cùng một gia đình. Phía sau phòng sinh hoạt chung là phòng làm việc với diện tích là 8,5 m². Khu vực này thì sẽ gồm có một kệ sách, một bàn làm việc. Thiết kế phòng làm việc mang đến không gian thoải mái, yên tĩnh, dễ tập trung, sáng tạo, phù hợp với những ai phải làm việc tại nhà. Và từ phòng làm việc tiếp tục đi về cuối nhà chính là khu giặt phơi có diện tích là 7 m². Tại khu giặt phơi thì chúng tôi đã thay thế những mảng tường bê tông bằng những thanh sắt sơn tĩnh điện. Mục đích chính là giúp cho khu giặt phơi đón nhận được một cách triệt để ánh sáng tự nhiên, nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng kẻ gian đột nhập. Phần diện tích còn lại của tầng 2 thì dành cho hai phòng ngủ master được thiết kế về bên trái ngôi nhà. Phòng ngủ số 2 và số 3 thì có diện tích lần lượt là 18,9 m² và 18,6 m². Đây là diện tích chưa bao gồm nhà vệ sinh khép kín bên trong. Có thể thấy gia chủ khá là đầu tư vào không gian sống khi tất cả phòng ngủ đều là phòng ngủ master, mang đến sự tiện nghi rất là cao và tính riêng tư trong quá trình sinh hoạt. Công trình này có chiều cao từ cột 00 đến đỉnh tâm là 10,5 m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9 m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,6 m, chiều cao của tầng tâm là 3 m. Đây đều là những kích thước đẹp đã được các kiến trúc sư của Markham tính toán cẩn thận, đảm bảo về tính thẩm mỹ cũng như là sự tiện lợi trong việc bố trí nội thất. Về phương án móng thì chúng tôi đã sử dụng hệ móng băng bê tông cốt thép cho công trình này. Móng băng thường có thiết kế dạng một dải, có thể độc lập hoặc là giao với nhau theo hình chữ thập. Mục đích của móng băng chính là dùng để đỡ toàn bộ kết cấu trọng lượng của ngôi nhà. Cấu tạo của móng băng thì sẽ gồm có lớp bê tông lót, bản móng, dầm móng, thép bản móng, thép dầm móng. Ưu điểm của móng băng chính là giúp cho sự liên kết giữa tường và cột chắc chắn hơn theo phương thẳng đứng. Bên cạnh đó thì móng băng còn có tác dụng làm giảm áp lực đế móng, giúp cho việc truyền tải trọng lượng của công trình xuống phía dưới được đều hơn. Tuy nhiên, loại móng này có chiều sâu nhỏ, cho nên là tính ổn định, chống lật, chống trượt không cao. Lớp đất bề mặt có sức chịu tải kém, làm ảnh hưởng đến sức chịu tải chung của nền móng. Và tất cả những thông tin liên quan đến vấn đề móng nói riêng cũng như là kết cấu nói chung đã được chúng tôi thể hiện rất là rõ ràng, cụ thể trong hồ sơ kết cấu để gia chủ có thể dễ dàng giám sát tiến độ công trình. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị mẫu nhà của gia đình anh Tưởng tại La Châu, một mẫu nhà mái bằng thu hút và hiện đại. Quý vị nghĩ sao về công trình này? Mời đóng góp thì xin để lại bình luận bên dưới video này. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Markham, có nhu cầu thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh, thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi.
Hiện tại thì Mac Home chúng tôi đang triển khai rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn trong năm với mục đích chính là tri ân khách hàng. Với khách hàng đăng ký thiết kế thì chúng tôi giảm 30% từ 200.000 còn 145.000 trên mét vuông, hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 đến 5 lần. Với khách hàng thi công trọn gói thì chúng tôi miễn phí 100% chi phí thiết kế, tặng ngay hàng loạt các quà tặng hấp dẫn như là TV, tủ lạnh, máy hút mùi, lò vi sóng, bếp điện từ v.v. Bên cạnh đó thì quý vị còn có khả năng nhận được một chiếc xe SH125i phiên bản năm 2021. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.